Xin mời quý vị và các bạn đang xem trận đấu bóng chuyền hơi nữ giữa hai đội tuyển bóng chuyền hơi nữ của xã Ngọc Thanh và đội tuyển bóng chuyền hơi nữ của xã Hoàng An, huyện Hiệp Hòa trong khuôn khổ giải đấu bóng chuyền hơi do công ty sữa Hưng Ngọc tổ chức. Ở trận đấu này thì các cầu thủ của Hoàng An phía gần màn ảnh các bạn và các cầu thủ của Ngọc Thanh phía xa màn ảnh các bạn. Điểm số bây giờ là 1-0 nghiêng về Ngọc Thanh. Bóng ngoài sân rồi. Điểm 2-0 cho Ngọc Thanh. Tuyển Ngọc Thanh phát bóng. Vẫn còn nỗ lực cứu bóng của các cầu thủ Hoàng An rất tuyệt vời. Ba không cho Ngọc Thanh. Tuyển Ngọc Thanh phát bóng. Vừa rồi là pha đá bóng rất tốt của Dương Nga bên tuyển Hoàng An, lấy về điểm số đầu tiên cho tuyển Hoàng An. 1-3. Thôi được rồi, bóng rút lưới. 2-3 cho Hoàng An. Bóng không qua lưới. Điểm số cân bằng 3-3. Đội bóng tốt của số 22 bên tuyển Ngọc Thanh nâng điểm số của Ngọc Thanh lên 4-3. 5-3 và phát bóng ở điểm ngay của các cầu thủ Ngọc Thanh. Không được rồi, pha đá bóng bước 1 không thành công của các cầu thủ Ngọc Thanh. Điểm 4-5 cho Hoàng An. Bóng ngoài sân. Tỷ số cân bằng 5-5. Đội bóng tốt của Dương Nga. 6-5 cho Hoàng An. Tuyển Hoàng An phát bóng. Cho bóng thôi. Nhìn mưa có vẻ hơi chói. Bóng ngoài sân rồi và đội bóng bằng chân không thành công của chủ công số 22 bên tuyển Ngọc Vân, Ngọc Thanh. Điểm 7-5 cho Hoàng An. Bóng ngoài sân. 8-5 cho Hoàng An. Liên tục là những pha đánh bóng hỏng của các cầu thủ Ngọc Thanh trong những phút vừa qua. Đội bóng tốt của Bích Nguyệt. Bây giờ là pha đội bóng rất tốt. Điểm 9-5
Tuyển Hoàng An phát bóng. Trọng tài đã thử coi. 10 năm trọng tài cho thử coi bắt lỗi bê bóng của các cầu thủ Ngọc Thanh. Lại trọng tài đã thử coi. Bây giờ là trọng tài. Bây giờ lại trọng tài bắt lỗi kỹ thuật, lỗi của các cầu thủ Hoàng An. Điểm 6-10. Mười một sáu cho Hoàng An. Với các cầu thủ của Ngọc Thanh thì mình chưa nắm bắt được, nhưng với các cầu thủ của Hoàng An ở set đấu này thì mình quá thân thuộc, cho nên kinh nghiệm các cầu thủ của Hoàng An về kinh nghiệm chiến trường sẽ chắc chắn sẽ dày dặn hơn, bởi vì là cùng ở khu vực Hiệp Hòa mình hiểu. Đập bóng tốt, điểm số được nâng lên cho Ngọc Thanh 7-11. Vì các cầu thủ của Hoàng An thì một số cầu thủ đã được đi thi đấu nhiều nơi, nhiều giải, đi giao hữu nhiều nơi, thế nên là trình độ cọ sát và cái tâm lý thi đấu rất là bình tĩnh. Không được rồi, pha đánh bóng hỏng của số 22 bên tuyển Ngọc Vân. 12-7 tuyển Hoàng An phá bóng. Bóng không qua lưới rồi. 13-7 cho Hoàng An. Đập bóng tốt của Dương Nga, vừa được pha phản xạ rất nhanh của Dương Nga. 13-7. Xin lỗi các bạn, 14-7 khoảng cách nhân đôi của các cầu thủ Hoàng An. Bởi vì theo mình ấy, ngoài cái việc trình độ thi đấu của mỗi cầu thủ còn có sự liên kết của tổng hợp các cầu thủ trên sân. Cái điều đặc biệt nữa là cái vấn đề là tâm lý thi đấu. Với một số đội thì ví dụ như mới đi thi đấu, ví dụ bị dẫn trước khoảng 4-5 điểm, tâm lý thi đấu đã hoàn toàn thay đổi thì thực sự như thế là rất nguy hiểm. Quả cầu vẫn còn. Đó là cái bóng của các cầu thủ Hoàng Thanh rất tuyệt vời trong pha bóng vừa rồi. Lần này thì bóng ngoài sân rồi. Điểm 15-7 cho Hoàng An. Mình đã từng chứng kiến một set đấu 9-19 mà sau cuối cùng đội 9 điểm lại giành chiến thắng 22-20. Là bóng tốt rồi là Bích Nguyệt. Giờ dạo này Bích Nguyệt của Hoàng An đánh bóng rất lên cơ. 16-7 cho Hoàng An. Chuyển sang năm nay mình thấy Bích Nguyệt và Dương Nga tiến bộ rất nhiều trong bóng chuyền hơn. Pha đập bóng rất hay, Việt phải nói là đang sung. 17-7 cho Hoàng An. Quay thấp thế này à? Không lấy đâu. Không quay. Sao lại cụp thế này à? Chị không cho vành ra được cả. Chị đang lấy bóng lấy bóng cao không? Thế bây giờ làm nào để kết bạn đẹp chứ? Đang chị đem gửi. Với góc quay này em gái Dương Liên, để máy xa một chút thì đẹp, để máy lùi lại một chút thì đẹp.
Cũng xin chân thành cảm ơn em gái Tú Oanh hoặc Dương Liên đã chia sẻ video này nhé. Trận này thì rất nét nhưng trận bán kết thì rất tối mà mờ. Đội bóng tốt. Vừa rồi tỷ số được nâng lên. Tỷ số bây giờ là 19-8 cho Hoàng An. Bóng ngoài sân rồi. 28 cho Hoàng An. Xin lỗi các bạn, điểm số bây giờ mới là 19-8 bởi vì là mình khuất cái cột kia khó nhìn quá. Bóng ngoài sân rồi. 9-19 cho Ngọc Thanh. Đã chưa bật đúng không? Thôi được rồi, em cứ ở đấy cho không tí nữa. À phải chết bạn. Đội bóng tốt, lại là một pha ghi điểm. Phải nói là ở trong cái trận đấu này, em gái Bích Việt phải nói là rất có sung, rất có duyên trong trận đấu này. Ba phát đập đúng góc góc xa của Ngọc Thanh. Tỷ số bây giờ là 20. Như vậy kết thúc trận đấu thứ 2, đội tuyển Hoàng An thắng đội tuyển Ngọc Thanh với tỷ số là 21-9 và giành chiến thắng chung cuộc 2-0. Mình xin chào các bạn. Xin cảm ơn em gái Tú Anh nhé.